Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng cảm ơn quý vị theo dõi bản tin tài liệu về lâu đài hóa chất Mao IG4Ben. Nam Sa là một khán thính giả ở Đức Quốc. Do một sự tình cờ, anh Nam Sa được xem một số chương trình VTV. Anh đặc biệt ngưỡng mộ một loạt bài phỏng vấn nhà văn Phạm Nhật Nam và Phan Lê Dũng thực hiện. Để góp phần vào cho phong phú chương trình phát hình của VTV, anh Nam Sa có nhà ý kể lại cho quý vị một câu chuyện về một tòa nhà lịch sử tại Frankfurt có quan hệ mật thiết với Đại Công nghiệp Đức trong chiến tranh, hòa bình và người Do Thái. Nguồn tài liệu được thu thập từ Internet và phần chính là từ phim tài liệu của Đại học Johann Wolfgang Goethe tại Frankfurt. Nam Sa xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trước mặt chúng tôi là một tòa nhà khổng lồ dài 250m, cao 7 tầng, với khuôn viên rộng 32,8 hectare, có mặt tại thành phố Frankfurt trên sông Mai, Đức Quốc gần 100 năm nay. Nơi đây chứng kiến biết bao thay đổi bể dâu, nay trở thành chứng nhân của lịch sử Đức Quốc. Tòa nhà ấy là trụ sở của Tập đoàn Lợi ích Công nghiệp Hóa chất Mao, gọi tắt là Tập đoàn Lợi ích Hóa Mao, tên tiếng Đức là IG Farben. Các tấm bia tưởng niệm đặt ở cổng chính của trụ sở để tưởng nhớ các nạn nhân của chế độ độc tài Đức Quốc xã và Thế chiến thứ hai. Bên phải bậc tam cấp vào tòa nhà có dựng một bảng tưởng niệm dài khoảng 1m8 x 4m với nội dung như sau. Tòa nhà này được xây dựng từ năm 1928 đến năm 1931 để làm trụ sở chính của IG Farben Industrie AG, Tập đoàn Lợi ích Hóa Mao, theo đồ án của kiến trúc sư Hans Bönsick, là một trong những tập đoàn hóa chất lớn nhất thế giới lúc bấy giờ. Tập đoàn này đã sử dụng những phát minh khoa học kỹ thuật và sản xuất của mình để phục vụ chế độ khủng bố Đức Quốc xã, chuẩn bị chiến tranh và gây ra chiến tranh từ năm 1933 đến năm 1945. Từ năm 1942 đến năm 1945, tập đoàn cùng tổ chức phòng vệ SS duy trì trại tập trung Buna Monowitz cùng với các công trình của nó ở Auschwitz. Trong số hàng chục ngàn tù nhân bị cưỡng bức làm việc tại đây, hầu hết đều bị sát hại. Chất Cyclon B do một công ty liên kết với tập đoàn cung cấp đã giết chết hàng trăm ngàn người, đặc biệt là người Do Thái, trong các trại tập trung tiêu diệt của Đức Quốc xã. Câu chuyện bắt đầu vào tuần lễ Phục sinh năm 1856 tại London. Sinh viên hóa học William Henry Perkin đang thử nghiệm quy trình sản xuất chất màu ký ninh tổng hợp, thì anh ta tình cờ phát minh ra một loại bột màu vốn là sản phẩm được săn lùng nhiều nhất trong ngành nhuộm. Đó là màu tím purple, ta gọi là màu tím hoa cà. Dựa vào phát hiện này, ngành công nghiệp hóa chất của Đức trỗi dậy. Nhiều công ty lần lượt xuất hiện và đến nay vẫn còn tồn tại. Chẳng hạn như công ty Bayer năm 1863, cách đây 120 năm, quen thuộc với phát minh thuốc aspirin. Lucius và Brüning tức công ty Hoechst 1863, công ty Anilin và Soda Baden tức BASF 1865 phát minh ra amoniac tổng hợp. Công ty Casella ở Frankfurt 1870, công ty sản xuất Anilin tức hãng phim Agfa ở Berlin 1873, quen thuộc với người Việt trước đây bên cạnh phim Kodak của Mỹ. Khi Thế chiến thứ nhất kết thúc để cạnh tranh quốc tế, các công ty hóa chất đã sáp nhập vào năm 1924 dưới tên gọi là Interessengemeinschaft Farben Industrie AG. Cổ phần sở hữu của các công ty liên quan được chuyển giao cho BASF và công ty này được chuyển đổi thành một đại công ty cổ phần. Tập đoàn hóa chất lớn nhất thế giới vừa thành lập này vào những năm 30 là công ty lớn hàng thứ tư trên thế giới sau General Motors, US Steel and Standard Oil. Hội đồng giám sát tập đoàn gồm 50 người ban đầu và ban giám đốc điều hành 83 người, bao gồm các lãnh đạo của từng công ty thành viên. Hai nhân vật then chốt là Karl Duisberg, cựu giám đốc của Bayer và là người khởi xướng việc sáp nhập trở thành chủ tịch hội đồng quản trị. Karl Bosch, cựu giám đốc điều hành của BASF, đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng giám sát. Tập đoàn cho xây dựng trụ sở chính tại Frankfurt với ngân sách dự chi là 16 triệu mark đế chế. Công trình giao cho kiến trúc sư Hans Bönsick hoàn thành vào năm 1931. Tòa nhà chính cao 7 tầng, dài 250 mét với 6 cánh ngang nằm hơi xéo cùng chụm vào nhau đồng tâm.
Lúc bấy giờ nó là một khu văn phòng hiện đại nhất của châu Âu cho đến những năm 50, rộng 23.000 mét vuông với 2.000 nhân viên, bao gồm các khu vực kinh tế thương mại, các phòng thí nghiệm, nhà ăn, casino, phòng sự kiện, vân vân, cung cấp đầy đủ mọi thứ cần thiết cho trụ sở lớn của một tập đoàn hoạt động quốc tế. Tập đoàn lợi ích quá màu và chế độ Đức Quốc xã. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 1929 gây ra tổn thất to lớn cho ngành hóa chất Đức. Sau khi đảng quốc xã NSDAP, tức đảng công nhân quốc gia xã hội chủ nghĩa Đức, lên nắm chính quyền, ban lãnh đạo tập đoàn đã quyết định ủng hộ đảng này. Từ năm 1933 trở đi, tập đoàn trở thành một trong những nhà tài trợ chính cho đảng. Bù lại, tập đoàn hưởng được nhiều ưu đãi, chẳng hạn theo hợp đồng xăng dầu năm 1933, tập đoàn thỏa thuận cung cấp với giá tối thiểu cho 350.000 tấn xăng tổng hợp. Chính phủ Hitler bảo đảm 10 năm ròng, lãi 5% và giảm thuế, cứu tập đoàn khỏi khoản lỗ 300 triệu mark đế chế. Với kế hoạch 4 năm được soạn thảo vào năm 1936, tập đoàn hóa màu trở thành một mắt xích quan trọng của cỗ máy chiến tranh Đức. Tập đoàn cung cấp ngoài đạn dược và các nguyên liệu cần thiết, còn sản xuất các hợp chất thay thế nhân tạo như cao su tổng hợp từ hóa dầu. Sau khi Ba Lan bị chiếm, tập đoàn được quyền cấm dùi, trưng thu các nhà máy ở nơi bị chiếm đóng và sáp nhập vào tập đoàn. Năm 1941, tập đoàn thành lập một trại tập trung của riêng mình ở Auschwitz, gọi là trại Buna-Munowitz, để xây dựng một cụm nhà máy mới sản xuất cao su tổng hợp. Người ta ước tính hơn 25.000 người lao động cưỡng bức đã chết tại đây. Công ty Diges mà tập đoàn hóa màu có hùn vốn đã cung cấp chất hơi ngạt Cyclone B, vốn dùng để trừ sâu bệnh từ năm 1922, sau đó được sử dụng để giết tập thể hàng loạt người Do Thái ở châu Âu. Tập đoàn còn thực hiện nhiều thí nghiệm y tế trên tù nhân, như thử vaccine sốt phát ban gây ra cái chết của hàng nghìn tù nhân và chỉ một số ít là sống sót. Ngày 29 tháng 3 năm 1945, quân đội Hoa Kỳ chiếm tòa nhà này còn khá nguyên vẹn. Trên bản đồng tưởng niệm có khắc chữ: từ năm 1945, tòa nhà là trụ sở của chính phủ quân sự Mỹ và cao ủy Liên Hiệp Quốc tại Đức. Ngày 19 tháng 9 năm 1945, tại đây tuyên bố thành lập tiểu bang Hessen. Từ năm 1952 đến năm 1995, nơi đây là trụ sở của quân đoàn 5 của quân đội Hoa Kỳ. Đại tướng Eisenhower, sau này là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 34, là Tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại Âu Châu. Ông đã ra lệnh đặt bộ tư lệnh tại đây. Phòng họp 130 ở tầng 1 của tòa nhà đã trở thành văn phòng của ông. Hiện nay được gọi là hội trường Eisenhower, là nơi gặp gỡ các tướng lĩnh chỉ huy đồng minh như Charles de Gaulle của Pháp, Bernard Montgomery của Anh và George Sukov của Nga. Từ văn phòng này, Eisenhower giám sát việc giải giáp quân đội Đức, tổ chức lại chính quyền, tái cơ cấu bộ máy cảnh sát và duy trì hệ thống y tế. Các thống đốc tiểu bang thảo luận văn kiện phân phuộc do đồng minh giao cho họ nhiệm vụ thành lập quốc hội mới và soạn thảo luật cơ bản, tức hiến pháp của Cộng hòa Liên bang Đức. Trong chiến tranh lạnh với phe Liên Xô, tòa nhà này trở thành ngũ giác đài của châu Âu. Hai sư đoàn cơ động, xe tăng, án binh tại phân phuộc trong thời kỳ này bảo vệ lỗ hổng Fulda, vốn là một hành lang phòng ngự dài độ 100 cây số quanh vùng Fulda tiếp giáp với biên giới Đông Đức. Sau khi nước Đức thống nhất, quân đội Mỹ rút khỏi phân phuộc 1995 và bàn giao trụ sở này cho chính quyền Đức. Trở lại năm 1947, phiên tòa thứ 6 của Tòa án Nuremberg xét xử 23 cựu giám đốc điều hành của IG Farm. 12 người bị kết án tù với mức án nhẹ từ 2 đến 4 năm tù. Sau 2 năm, các tội phạm chiến tranh ấy được thả ra. Ngày 1 tháng Giêng 1952, tập đoàn hóa màu chính thức bị giải thể, phân nhỏ ra thành các công ty thành viên ban đầu như công ty Hertz, Bayer và BASF. Các công ty này chịu trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân lao động cưỡng bức. Tính vào năm 2004, các công ty riêng lẻ này đạt doanh thu tổng cộng khoảng 103 tỷ euro. Công cuộc kinh doanh lớn vẫn tiếp tục với những bước dừng chân lịch sử như đã kể, trong khi tập đoàn còn tiếp tục bị thanh lý. Ngày 10 tháng 11 2003,
đại diện thanh lý tập đoàn Quá Màu nộp đơn xin phá sản và tập đoàn chính thức giải tán ngày 31 tháng 10, 2012, nhưng cổ phiếu của tập đoàn vẫn còn được niêm yết trên sàn chứng khoán. Nhận thức được lịch sử của tòa nhà, tiểu bang Hessen đã mua lại nó vào năm 1996 dành cho Đại học Johann Wolfgang Goethe sử dụng cho việc giảng dạy và nghiên cứu. Lịch sử tập đoàn Hóa Màu cho thấy sự thành công cũng như tội ác khi doanh nghiệp lớn bắt tay với chính trị và hai bên lũng đoạn lẫn nhau. Trên bản đồng tưởng niệm có khắc lời của Jean-Marie, một nhà văn người Áo: không ai có thể rời bỏ lịch sử của dân tộc mình. Người ta không nên và không được để quá khứ nằm yên, vì nếu không, nó có thể sống lại và trở thành một thực tại mới. Nam Sa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và chúc quý vị một ngày vui vẻ, bình an.